Từ chiều qua đến sáng nay, 18 tháng 8, hàng loạt trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn dựa theo điểm tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sau 4 lần lọc ảo xử lý nguyện vọng xét tuyển. So với năm ngoái, theo đánh giá của đại diện các trường, năm nay có ngành điểm chuẩn tăng nhưng nhiều ngành giảm. Trong đó, điểm chuẩn nhiều ngành hot ở một số trường gây bất ngờ theo chiều hướng giảm. Năm nay, các trường đại học tuyển sinh gần 400 ngành đào tạo thuộc 24 lĩnh vực. Trong đó, một số khối ngành tăng mạnh thí sinh đăng ký như khoa học, giáo dục, đào tạo giáo viên, lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực an ninh quốc phòng. Ngược lại, một số lĩnh vực giảm tỷ lệ thí sinh đăng ký như kinh doanh và quản lý, máy tính và công nghệ thông tin. Theo xu hướng đăng ký xét tuyển vào các khối ngành, điểm chuẩn dựa vào điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay ở các trường đại học cũng tăng giảm tương tự. Ở lĩnh vực kinh doanh quản lý, điểm chuẩn cũng có sự biến động khác nhau tùy ngành, tùy trường. Tại trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn dự kiến biến động theo 3 xu hướng: tăng, giữ nguyên và giảm. Đáng chú ý, một số ngành hot, điểm chuẩn có thể giảm nhẹ so với năm ngoái. Năm ngoái điểm chuẩn các ngành từ 24,06 điểm cho đến 27,48 điểm. Các ngành thí sinh cần đạt trung bình trên 9 điểm một môn mới trúng tuyển, gồm thương mại điện tử, hệ thống thông tin quản lý, digital marketing. Điểm chuẩn các ngành trường đại học tài chính marketing năm nay cơ bản như năm ngoái, nếu có biến động chỉ có trong biên độ 0,5 điểm. Một số ngành giảm nhẹ như quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thụy, trưởng phòng tuyển sinh và truyền thông Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, số nguyện vọng một năm nay chiếm tới 70% tổng nguyện vọng, trong khi tổng nguyện vọng xét tuyển vào trường năm nay tăng 30% so với năm ngoái. Do đó, điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông áp dụng cho chương trình chuẩn và chương trình chất lượng cao ở các ngành hot có xu hướng tăng, ví dụ marketing, logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Các ngành khối kỹ thuật công nghệ điểm chuẩn được ghi nhận ở mức tăng khác nhau tùy trường. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm nay có thể không ngành nào của trường điểm chuẩn từ 20 trở xuống. Ngay chương trình thiết kế vi mạch thuộc ngành điện tử viễn thông, dù năm đầu tiên tuyển sinh nhưng điểm chuẩn có thể trên 25. Một số ngành dự kiến có điểm cao nhất ở mức trên 27, trong đó có ngành sư phạm tiếng Anh. Nhưng một số ngành nhiều thí sinh quan tâm của chương trình đại trà, điểm chuẩn có thể thấp hơn như thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế. Nguyên nhân một phần là do chỉ tiêu các ngành này tăng vì có chỉ tiêu từ chương trình chất lượng cao chuyển qua. Do xu hướng chung của cả nước, số người đăng ký vào lĩnh vực kinh doanh, quản lý có xu hướng giảm. Tương tự tại Trường Đại học Cần Thơ, các ngành sư phạm lấy điểm chuẩn rất cao, cao nhất là ngành sư phạm lịch sử với 28,43 điểm. Các ngành có mức trên 27 điểm gồm sư phạm địa lý 27,90 điểm, sư phạm ngữ văn 27,83 điểm, giáo dục công dân 27,31 điểm. Trong khi đó, rất nhiều ngành của trường có điểm chuẩn khá thấp ở mức 15 điểm. Năm nay, Trường Đại học Cần Thơ mở 8 ngành mới là hệ thống thông tin, giáo dục mầm non, sư phạm khoa học tự nhiên, kỹ thuật ô tô, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật y sinh, báo chí và du lịch. Các ngành này điểm chuẩn đều tương đối cao, trong đó báo chí điểm chuẩn lên đến 26,87 điểm. Ngành sư phạm ngữ văn và lịch sử của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có điểm chuẩn 29,3, cũng là mức điểm cao nhất trong số các trường công bố. Nhìn từ kết quả tuyển sinh những năm gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đánh giá khối ngành sư phạm đang dần lấy lại vị thế khi số lượng thí sinh phụ huynh quan tâm tới các ngành đào tạo giáo viên tăng lên, tỷ lệ thí sinh đăng ký xét tuyển, điểm trúng tuyển và tỷ lệ thí sinh nhập học các ngành này cũng tăng. Việc thu hút được học sinh có năng lực học tập tốt vào ngành sư phạm là tiền đề để nâng cao chất lượng của hệ thống giáo dục. Sau khi các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn, việc đầu tiên thí sinh cần làm là kiểm tra kết quả trúng tuyển bằng cách đối chiếu điểm thi, nguyện vọng với điểm chuẩn của ngành và trường đăng ký. Để chắc chắn, thí sinh cần theo dõi danh sách trúng tuyển. Chậm nhất là 17 giờ ngày 27 tháng 8, tất cả thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung.
Nếu bỏ qua bước này và không có lý do chính đáng, thí sinh sẽ bị hủy kết quả. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, các trường công bố điểm chuẩn chậm nhất là 17 giờ ngày mai 19 tháng 8. Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển chung từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 8. Song song đó, thí sinh đến trực tiếp các trường để làm thủ tục nhập học. Tuy nhiên, thời gian và cách thức làm thủ tục nhập học khác nhau tùy theo quy định của từng trường. Ví dụ, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh quy định tân sinh viên làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường vào ngày 20-21 tháng 8. Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho sinh viên thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến từ 19 tháng 8 đến 27 tháng 8 tại địa chỉ nhaphoc2024.ioh.edu.vn. Từ ngày 28 tháng 8, các trường chưa đủ chỉ tiêu có thể tuyển bổ sung. Thí sinh chưa trúng tuyển, nếu có nhu cầu đăng ký, cần theo dõi các trang thông tin của trường và làm theo hướng dẫn. Trong khoảng hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, hơn 733.000 em đăng ký xét tuyển đại học, tăng 73.000 em so với năm ngoái. Mỗi thí sinh được đăng ký số lượng nguyện vọng không giới hạn.